siêu trộm nhảy hàng loạt xe máy xa lưới. Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ siêu trộm nhảy hàng loạt xe máy của người dân trên địa bàn. GD, NDD, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ siêu trộm nhảy hàng loạt xe máy của người dân trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Tâm, sinh năm 2000, trú tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút ngày mùng 2 tháng 3, tại cầu Bầu Nâu 2, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, Công an thành phố Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Tâm khi đang thực hiện trộm xe máy của người dân tại tiệm nêu trên đường 30 trên 4. Thời điểm bắt giữ, công an tạm giữ một xe quay Alpha BS 70 g 163293 mà đối tượng vừa trộm được cùng một bộ đoạn phá khóa, một điện thoại di động. Qua khai thác, Tâm khai nhận đã thực hiện thêm hai vụ trộm xe ở thành phố Tây Ninh và một vụ trộm xe ở thị xã Trảng Bàng hiện công an thành phố tây ninh đang tiến hành điều tra mở rộng tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng tâm để xử lý theo quy định của pháp luật qua vụ việc này công an thành phố tây ninh đề nghị người dân cần tăng cường nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân tránh để chìa khóa trên phương tiện hoặc để nơi không có người trông coi bảo vệ tài sản các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé